Xin chào thầy, em tên là Viên Bảo An. Hôm nay em sẽ trả lời các câu hỏi bài tập về nhà. Câu hỏi thứ nhất, trình bày vi xử lý là gì? Vi xử lý đôi khi còn được gọi là bộ vi xử lý là một linh kiện điện tử, máy tính được chế tạo từ các transistor thu nhỏ, tích hợp trên một vi mạch tích hợp đơn. Câu hỏi số 2, vi điều khiển là gì? Vi điều khiển cũng là một máy tính nhỏ, trong đó CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, timer, counter được nhúng vào một mạch tích hợp, nơi mà các bộ vi xử lý và tất cả các khối này được kết hợp trong một bo thông qua hệ thống bus. Câu hỏi số 3, kiến trúc tập lệnh của vi xử lý. Một máy tích hợp lệnh phức tạp CISC có nhiều hướng dẫn chuyên. Một số trong đó chỉ có thể hiếm khi được sử dụng trong các chương thực tế. Một máy tính giảm tập lệnh GISC đơn giản hóa bộ vi xử lý bằng cách thực hiện hiệu quả. Các chỉ dẫn được sử dụng thường xuyên trong các chương trình. Câu hỏi số 5, ứng dụng của vi xử lý là bộ xử lý trọng tâm trong máy tính. Máy tính PC, laptop, vân vân. Ứng dụng trong các thiết bị smartphone, ứng dụng trong thiết bị nhúng và đặc biệt là ứng dụng trong công nghiệp ngành điện, chuyên ngành tự động hóa. Câu hỏi số 6, ngôn ngữ assembly là gì? Trong lập trình máy tính, hợp ngữ hay gọi là assembly thường được viết tắt là ASM, là bất kỳ ngôn ngữ lập trình cấp thấp nào có sự tương ứng rất mạnh giữa các tập lệnh, trong ngôn ngữ và tập lệnh mã máy của kiến thức. Câu hỏi số 7, vì sao dùng ngôn ngữ C cho vi điều khiển? Vì C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn, vận hành gần với phần cứng và nó giống với ngôn ngữ assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. Hơn thế, C đôi khi được đánh giá như là có khả năng di động, cho thấy sự khác nhau quan trọng giữa nó với ngôn ngữ bậc thấp như assembler. Đó là việc C có thể được dịch và di thi hành trong hầu hết các máy tính hơn hẳn các ngôn ngữ hiện tại, trong khi thì assembler chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt. Câu hỏi số 8, giải thích chức năng hoạt động các thanh ghi PC start, status, thanh ghi trạng thái. Thanh ghi PC chức năng là chứa địa chỉ câu lệnh thực thi. Hoạt động của thanh ghi PC có độ dài 13 bit sẽ quản lý 8.192 ô nhớ tương đương với 8K ô nhớ. Số bit của thanh ghi PC có mối quan hệ với dung lượng bộ nhớ chương trình. Thanh ghi stack dùng lưu trữ và phục hồi trạng thái làm việc mỗi khi có lệnh ngắt. Quá trình sẽ làm một công việc khác. Hoạt động là bộ nhớ xếp ép chồng theo nguyên lý vào trước ra sau. Thanh ghi trạng thái status, chức năng trạng thái của khối ALU, trạng thái reset và các bit chọn ban bộ nhớ dữ liệu. Và trên là toàn bộ câu hỏi mà em đã trả lời được. Xin thầy cảm ơn thầy đã lắng nghe.